Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 17 ngày 7 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều nay tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức các hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại các hội nghị, các đại biểu đã quán triệt về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự quy hoạch theo kế hoạch số 17 ngày 7 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, công văn số 21 ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất là cấp cơ sở, dày công chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ kế cận, lãnh đạo quản lý và cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn với tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy. Việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giới thiệu, xây dựng, tạo nguồn cán bộ cho Trung ương. Do đó, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành các bước một cách chặt chẽ, chắc chắn, đúng quy trình, công khai minh bạch, từ đó lựa chọn những đồng chí đủ điều kiện, đủ chuẩn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để giới thiệu Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, công tâm khách quan để lựa chọn giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Trên cơ sở nguồn nhân sự được quy hoạch, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn điều kiện, tiến hành lựa chọn bỏ phiếu giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để quy hoạch tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hôm nay tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng 252 đại biểu đại diện cho hơn 99.000 hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác hội và phong trào nông dân đã hoàn thành cơ bản với hầu hết chỉ tiêu thực hiện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội 9 đã đề ra. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, đổi mới hình thức và nội dung, phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền. Các cấp hội thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi tổ hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới trên 9.500 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 99.000 hội viên, chiếm 81,2% so với tổng số hộ nông dân trong toàn tỉnh. Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được đẩy mạnh, hoạt động tư vấn hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ đã có 37 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, công nhận 5.883 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh theo hai giai đoạn. Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, đạt trên 71 tỷ đồng. Đây là nguồn lực thuận lợi để hơn 1.000 hộ hội viên nông dân vay vốn xây dựng đầu tư phát triển 193 dự án sản xuất kinh doanh. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội được duy trì đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò của tổ chức hội nông dân trong hệ thống chính trị. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương chúc mừng những kết quả thành tích và đóng góp to lớn của cán bộ hội viên nông dân toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, các cấp hội nông dân toàn tỉnh phải luôn bám sát và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới. Bám sát quy hoạch tỉnh và quy hoạch địa phương để tập trung xây dựng các vùng sản xuất quy mô lớn như phát triển các khu ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các vùng phát triển rừng bền vững, phát triển công nghiệp chế biến lâm sản gắn với quy hoạch các vùng trồng nguyên liệu, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế của các sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh khá giả. Các cấp hội cần làm tốt vai trò cầu nối bốn nhà là nhà nông, nhà khoa học, nhà nước, nhà doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị trong nông nghiệp gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia, tạo điều kiện hình thành những mô hình liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân gắn với ứng dụng công nghệ cao.
tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững môi trường an ninh an toàn khu vực nông thôn. Các cấp hội nông dân phải thể hiện được vai trò cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo bền vững theo tiêu chí của tỉnh. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng hội nông dân và giai cấp nông dân Quảng Ninh vững mạnh toàn diện. Phải thường xuyên sâu sát, chủ động nắm bắt, tiếp thu, lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân. Tiếp tục phát huy vai trò đại diện của nông dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng các chủ trương, cơ chế chính sách, nhất là về nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 33 đồng chí. Đồng chí Đỗ Ngọc Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Nghị quyết số 12 ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 128 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra chỉ tiêu tạo ra ít nhất 20.000 việc làm tăng thêm trong năm 2023. Để triển khai thành công mục tiêu này, các cấp ngành địa phương đã cùng vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp, qua đó góp phần khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Cụ thể hóa nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và nghị quyết số 128 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm hàng năm cho các địa phương. Trong đó, thành phố Hạ Long được giao tạo việc làm tăng thêm nhiều nhất cho 6.100 lao động, thành phố Cẩm Phả nhiệm vụ tạo việc làm tăng thêm cho 2.300 lao động, thị xã Đông Triều 2.250 lao động, thị xã Quảng Yên 1.200 lao động. Trên cơ sở đó, các địa phương căn cứ kế hoạch để xây dựng, ban hành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ giải quyết việc làm năm 2023. Phát huy lợi thế là địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất tỉnh với 5 trên 11 khu công nghiệp, thị xã Quảng Yên thu hút ngày càng nhiều dự án trọng điểm vào hoạt động. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, địa phương này tạo việc làm tăng thêm cho 708 người, chủ yếu ở các khu công nghiệp, đạt 59% kế hoạch năm, trong đó tạo việc làm mới cho 240 lao động tại khu công nghiệp Đông Mai, 277 lao động tại khu công nghiệp Sông Khoai. Những năm gần đây thì tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên đã thu hút rất nhiều các doanh nghiệp vào đây đầu tư, từ đó đã tạo những cái cơ hội việc làm cho tất cả những người lao động, đặc biệt là những bạn sinh viên mới ra trường như em. Em thì tốt nghiệp ở trường Đại học Hạ Long chuyên ngành tiếng Trung. Em thì mới tốt nghiệp tháng 6 thôi, và từ đó sau khi tốt nghiệp thì em đã được nhận vào công ty Zinco Solar ở khu công nghiệp Sông Khoai luôn, và ở vị trí hành chính thì ở đây em cảm thấy rất là may mắn khi mà được vào đây làm việc và với mức lương ổn định là trên khoảng 10 triệu. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ kết nối với các nhà đầu tư thứ cấp, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để xác định các vị trí việc làm cũng như là các cái đối tượng nghề nghiệp, ngành nghề để tuyển lao động cho các cái khu công nghiệp, các cái nhà đầu tư thứ cấp cũng như là cái việc mà giải quyết lao động đi lao động nước ngoài có thời hạn. Thế và đặc biệt nữa là chúng tôi đề nghị với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thứ cấp ưu tiên đến cái đối tượng tạo việc làm mới nhưng mà cái đối tượng là đã chấp hành xong cái án phạt tù. Thứ hai nữa là đối tượng người khuyết tật. Cùng với giao chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm hàng năm gắn với chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương, các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, tổ chức các sàn giao dịch việc làm nhằm tăng thêm cơ hội làm việc cho người lao động trên địa bàn tỉnh cũng được thực hiện tích cực. Đến hết tháng 7 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Ninh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức 77 phiên giao dịch việc làm định kỳ, 10 phiên giao dịch việc làm lưu động, thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm cho 2.354 lao động, đạt 51% kế hoạch năm. Chúng tôi tập trung triển khai các cái hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm thông qua các cái hình thức này. Thứ nhất là tổ chức các cái hoạt động giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng với tần suất là 2 lần một tháng tại 4 địa điểm là Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái và Uông Bí. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm lưu động
hoặc là cái ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động tại các xã. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã phối hợp với Sở Tài chính và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung nguồn vốn cho vay chương trình giải quyết việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động. Trong những tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã được bổ sung 320 tỷ đồng. Bằng các nguồn vốn, ngân hàng đã giải ngân cho gần 8.400 khách hàng vay vốn với số tiền 567 tỷ đồng. Đây là trợ lực giúp người lao động tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Tôi vay ngân hàng lấy 100 triệu về, bắt đầu về làm chuồng trại, bắt đầu về mua dê giống về chăn nuôi. Đến thời điểm bây giờ là phát triển được 20 con. Bây giờ thì nguồn vốn về cũng có hiệu quả rồi. Tạo việc cho mình tự làm trong gia đình, không phải đi kiếm thuê, làm thuê ra ngoài làm thuê nữa. Bằng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt, 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã tạo việc làm tăng thêm cho ước tính 9.600 người, trong đó tập trung chủ yếu vào các khu vực công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, phù hợp với thực tiễn địa phương. Là một trong những hoạt động thường niên quan trọng nhằm tạo sân chơi thiết thực ý nghĩa, trao đổi học hỏi nghiệp vụ và vinh danh thành quả sáng tạo nghề nghiệp của những người làm báo Quảng Ninh, Liên hoan nghiệp vụ báo chí lần thứ 5 năm 2023 do Trung tâm Truyền thông tỉnh tổ chức đã và đang nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo người làm báo trong toàn tỉnh, hứa hẹn sẽ đem đến một kỳ liên hoan thành công nhiều cảm xúc. Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Hạ Long là một trong những đơn vị tích cực tham gia liên hoan nghiệp vụ báo chí tỉnh hàng năm và đạt nhiều giải cao. Năm nay, đơn vị dự thi với các tác phẩm tập trung vào thể loại phát thanh, phản ánh đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hạ Long, thành phố thủ phủ của tỉnh. Hàng năm thì chúng tôi cũng rất là mong đến cái dịp như thế này, liên hoan nghiệp vụ báo chí, để chúng tôi có thể đem đến những cái tác phẩm mà mình đã dành nhiều tâm huyết để sáng tạo ra, đem đến những cái tác phẩm mà nó bám sát được cái hơi thở của cuộc sống, bám sát được những cái chủ trương chính sách của tỉnh và thành phố đang quan tâm. Còn tại Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, nhiều ngày qua, đội ngũ biên tập viên và kỹ thuật viên của đơn vị cũng đã rất trăn trở để lựa chọn và thực hiện những tác phẩm chất lượng mang đến dự liên hoan nghiệp vụ báo chí năm nay. Chúng tôi cũng đã phải tìm tòi những cái cách thức thể hiện đấy, làm sao mà nó vẫn toát lên được cái được cái mục đích, để nêu bật được những cái tấm gương đổi mới trong hoạt động sáng tạo khoa công nghệ, hay là những cái hiệu quả của những cái nhiệm vụ khoa công nghệ mà thu hút được khán thính giả, người xem. Nói chung là chúng tôi cũng rất là qua tham gia liên hoan lần này thì đấy cũng là cái cơ hội để mà chúng tôi có thể tìm tòi học hỏi và phát triển hơn được cái năng lực chuyên môn trong nghiệp vụ báo chí của mình. Cùng với những người làm báo ở các địa phương, đơn vị, đội ngũ phóng viên, biên tập viên ở các phòng nội dung của Trung tâm Truyền thông tỉnh cũng rất tích cực gửi các tác phẩm tham dự liên hoan. Đặc biệt, hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh, các tác giả đều tập trung gửi đến liên hoan những tác phẩm được đầu tư công phu, chất lượng, mang đậm dấu ấn các thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua. Đến với liên hoan nghiệp vụ báo chí năm nay thì tôi đem đến những tác phẩm thuộc thế mạnh của mình, đó là chương trình phát thanh tổng hợp cũng như là chương trình phát thanh trực tiếp. Trong đó thì tôi chú trọng đến chương trình phát thanh trực tiếp bởi vì tôi muốn đem tới cho ban giám khảo cũng như là các quý vị khán thính giả một chương trình mới do tôi cũng như là đồng nghiệp rất là tâm huyết thực hiện. Đó là một chương trình về âm nhạc, chương trình với sự thể hiện của các nghệ sĩ và các bạn trẻ có niềm đam mê âm nhạc của tỉnh. Và qua đó thì gửi gắm những sáng tác mới về Quảng Ninh cũng như là lan tỏa niềm đam mê âm nhạc tới mọi người. Và tôi hy vọng đó sẽ là một màu sắc mới lạ cho liên hoan năm nay. Năm 2019, Trung tâm Truyền thông tỉnh được thành lập và vận hành theo mô hình cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện. Kể từ thời điểm đó, liên hoan nghiệp vụ báo chí được Trung tâm tổ chức trên tinh thần kế thừa những điểm tích cực của liên hoan phát thanh truyền hình trước đây và phát triển mở rộng loại hình, thể loại dự thi. Bên cạnh việc mở rộng tác phẩm tham dự với các loại hình báo in, báo điện tử và ảnh báo chí, liên hoan còn có sự tham gia và chứng kiến sự phát triển tích cực của những xu hướng làm báo mới hiện đại như e-magazine, long form. Trong loại hình báo điện tử, phát thanh tương tác trực tiếp qua nền tảng điện thoại thông minh và mạng xã hội. Cùng với đó, chất lượng chuyên môn của các tác phẩm tham gia không ngừng được nâng cao.
đến cái thời điểm này thì chúng tôi cũng đã nhận được về cơ bản là đầy đủ các cái tác phẩm do các cái đơn vị tham dự liên hoan gửi đến, và chúng tôi cũng đã thành lập ban giám khảo để triển khai cái công tác chấm liên hoan, thì để đảm bảo cái chất lượng của cái liên hoan và cái sự công tâm khách quan. Thì ngoài cái ban giám khảo là các đồng chí cán bộ lãnh đạo của trung tâm truyền thông, thì chúng tôi cũng mời thêm các thành viên giám khảo là đại diện của VTV, VOV và các cái nhà báo lão thành có uy tín trên địa bàn tỉnh để tham gia các cái ban giám khảo chấm các cái tác phẩm báo chí. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng thì qua mỗi một dịp liên hoan, vừa là một sân chơi nghiệp vụ, cũng vừa là một cái dịp để các cái nhà báo cùng nhau xây dựng những cái tác phẩm báo chí hướng đến cái việc mục tiêu là xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Liên hoan nghiệp vụ báo chí lần thứ 5 năm 2023 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8. Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra hội thảo tăng cường thông tin địa phương trong chương trình thời sự, được tổ chức ngày 12 tháng 8. Thông qua kết quả của liên hoan, ban tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm chất lượng nhất để gửi tham gia giải báo chí tỉnh Quảng Ninh, giải Búa Liềm Vàng của tỉnh và các giải liên hoan báo chí cấp quốc gia. Ngày mai 9 tháng 8, liên hoan sẽ bắt đầu ngày chấm thi đầu tiên. Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông Việt Nam thu liền một giải. Cùng với cả nước, Đảng bộ chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh bắt tay ngay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh mới. Trong giai đoạn từ năm 1975 đến 1980, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã trải qua hai kỳ đại hội, lần thứ tư và lần thứ năm. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh từng bước phát triển ổn định, đời sống nhân dân dần ấm no. Ngay sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, quân và dân Quảng Ninh đã hăng say lao động sản xuất với mục tiêu khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Trong hai năm 1976-1977, mặc dù khó khăn về thời tiết, song diện tích gieo trồng vẫn đạt 68.504 ha, tăng 741 ha so với năm 1975. Rau xanh phát triển khá, đàn lợn được giữ vững, đàn vịt đẻ tiếp tục phát triển. Các ngành kinh tế trung ương đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, tăng từ 3 đến 10% so với năm 1975. Để có được những thành công này, nhân dân Quảng Ninh, đặc biệt là những cán bộ công nhân ngành than, đã kế thừa và phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm của giai cấp công nhân vùng mỏ, vững vàng vượt mọi gian nan, cùng chung sức, chung lòng, vượt lên chính mình, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước giao, từ đó góp phần quan trọng khôi phục kinh tế sau chiến tranh, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Sau 975, người công nhân nó hồ hởi, mà nó phải phấn khởi, nó có một cái gì lưng lưng trong người công nhân. Cho nên là vào nhà máy, hầm mỏ cũng như là vào các văn phòng, thấy người nào cũng người đấy là vui vẻ và cảm thấy nó như có một cái tự hào là vì mình đã chiến thắng. Giai cấp công nhân đã cùng với toàn nước đã chiến thắng đế quốc Mỹ. Chúng tôi thấy đấy. Cho nên làm với một tinh thần miệt mài, làm với cái tinh thần tất cả, nghĩa là vì cái năng suất lao động, cho nên là không tính thiệt hơn. Trong giai đoạn này, tỉnh đã trải qua hai kỳ đại hội đảng bộ, lần thứ tư và lần thứ năm, trong đó nghị quyết tại các đại hội đã xác định cần tập trung lực lượng cao độ của cả tỉnh, của các cấp, các ngành tạo ra bước phát triển vượt bậc trong nông nghiệp cả về lương thực và thực phẩm, đồng thời phát triển lâm nghiệp, ngư nghiệp với tốc độ nhanh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương, phát triển vật liệu xây dựng. Nhiều tuyến đường giao thông đã được khôi phục, nâng cấp cải tạo, xây dựng và đưa vào hoạt động sản xuất nhà máy gạch Hạ Long, nhà máy gạch Tiêu Giao, nhà máy đóng tàu Hạ Long. Đặc biệt, để đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, tỉnh đã triển khai xây dựng công trình Hồ Yên Lập và đưa vào sử dụng năm 1980, là một trong những hồ thủy lợi lớn nhất ở Việt Nam lúc bấy giờ. Và cho đến tận bây giờ, đây vẫn là hồ chứa nước lớn nhất Quảng Ninh với dung tích gần 130 triệu mét khối nước, giữ vai trò quan trọng cung cấp nước cho sinh hoạt và tưới tiêu cho khoảng 10.000 ha đất nông nghiệp và cung cấp toàn bộ nước sản xuất sinh hoạt cho người dân khu vực Quảng Yên, Uông Bí, Hạ Long và một số vùng lân cận. Bộ Thủy lợi là có công ty xây dựng Thủy lợi 1 là trực tiếp thi công cái đập chính này, rồi đập phụ Nghĩa Lộ, rồi đập phụ Dân Chủ, tức là toàn bộ công trình đầu mối là công trình của bộ làm. Thế còn lại toàn bộ hệ thống kênh mương, kênh cấp, kênh chính Hà Nam, thế rồi kênh cấp 1, cấp 2, cấp 3 là giao cho các đội Thủy lợi 202 trong toàn tỉnh
và cán bộ công nhân viên rồi thì nhân dân trong toàn tỉnh đều có nghĩa vụ đóng góp để làm. Khí thế nó hừng hực và tất cả đại công trường thủ công làm rất là nhanh chóng và rất là quyết liệt. Tuy vậy nhưng mà công tác kỹ thuật đấy là rất được coi trọng. Như vậy là Sở Thủy lợi lúc bây giờ là phải cho hết quân lên công trường để làm công tác thủy lợi, hướng dẫn để làm nó đảm bảo kỹ thuật. Kể từ khi có nước hồ Yên Độc thì hạn úng là không còn. Thế và cái sản xuất nông nghiệp với hiệu quả đấy, thì năm 1980 sản lượng lương thực của huyện Yên Hưng đạt có 10.400 tấn. Thì đến năm 1985 đã đưa lên như thế là 24.000 tấn. Và đến nay là gần 60.000 tấn. Thì tôi cho là được gấp đến 6 lần như thế là so với chưa có hồ Yên Độc. Thì đây là hiệu quả lớn nhất. Và đời sống của nhân dân của Yên Hưng nói chung và Khai Nam nói riêng là thay đổi ghê gớm. Đời sống kinh tế và tinh thần vật chất là rất tốt. Với việc hăng say tham gia lao động sản xuất trong giai đoạn 1975-1980, quân và dân Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu bước đầu trong khôi phục kinh tế xã hội sau chiến tranh chống đế quốc Mỹ. Ngày 15 tháng 6 năm 1977, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh phấn khởi đón đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thăm. Đồng chí khen ngợi quân và dân Quảng Ninh đã chiến đấu dũng cảm, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước của dân tộc, mong muốn tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển hơn nữa. Đây cũng là nguồn cổ vũ động viên để quân và dân Quảng Ninh phấn đấu trở thành tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng. Chiều nay tại huyện Tiên Yên, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và huyện Tiên Yên tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2023 và thông tin báo chí thường kỳ. Trong tháng 7, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền, phản ánh toàn diện về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh trên các ấn phẩm báo chí. Hoạt động cung cấp thông tin báo chí được tỉnh Quảng Ninh triển khai thường xuyên, đúng quy định với nhiều hình thức phong phú. Tại hội nghị, đại diện Hội Nhà báo tỉnh đề nghị các chi hội, biên chi hội và hội viên nhà báo tích cực sáng tạo, gửi tác phẩm tham gia cuộc thi tác phẩm báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, giải báo chí Quảng Ninh, giải búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh, liên hoan nghiệp vụ lần thứ 5 năm 2023. Định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, tuyên truyền công tác phòng chống mưa bão, các sự kiện quan trọng trong tháng 8 của đất nước, của tỉnh. Tại hội nghị, huyện Tiên Yên đã thông tin về tổ chức Tuần Văn hóa Thể thao vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ 4, Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Các hoạt động sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc và xã Đại Dực, Phong Dụ từ ngày 19 đến 27 tháng 8. Chiều nay, huyện Vân Đồn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2027. Từ đầu năm đến nay, Hiệp hội đã bám sát mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, làm tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền địa phương, nỗ lực hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức đoàn công tác khảo sát nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp hội viên, phối hợp với các sở ngành địa phương hỗ trợ doanh nghiệp, kiến nghị về các thủ tục hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, phối hợp công tác khảo sát đánh giá các chỉ số PCI, DDCI. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, bảo mật thông tin, tiếp cận vốn tín dụng. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp 11 hội viên mới. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết mưa kéo dài, sạt lở trên các tuyến giao thông đường bộ diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, tại Quảng Ninh, các lực lượng chức năng địa phương đã tập trung rà soát các điểm xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và tổ chức xử lý ngay các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Mặc dù đã được lắp đặt bổ sung kè dọ đá cuối năm 2022, nhưng sau mỗi trận mưa lớn, hàng trăm mét khối đất đá lại trôi qua kè và tràn ra toàn bộ mặt đường khu vực km 25 250 trên tuyến đường Ngọa Vân Yên Tử tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều. Đơn vị bảo trì tuyến đường phải tổ chức công nhân túc trực dọn mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến. Mỗi một trận mưa ở đây thì là đất đá nó xả xuống rất là nhiều và mỗi một lần dọn kết hợp với lại giữa máy xúc và công nhân phải làm mất 3-4 ngày thì mới xong. Là một trong những tuyến đường có nhiều điểm sạt lở,
và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nhất trong các tuyến đường mà Sở Giao thông Vận tải được giao quản lý. Để đảm bảo an toàn tới người tham gia giao thông và giao thông được thông suốt, tùy theo điều kiện thời tiết, đơn vị quản lý đường Ngọa Vân Yên Tử sẽ bố trí lực lượng tuần đường, cắm biển báo và thi công mỗi khi có sự cố sạt lở xảy ra. Tuyến đường Ngọa Vân Yên Tử thì có tầm 5 điểm rất là lớn sự nguy cơ xảy ra sạt lở và đất đá tràn trôi mặt đường. Khi mà cán bộ tuần đường nắm bắt được ở đấy thì báo cáo lại đơn vị sẽ trực tiếp cùng với những người trực trên tuyến mà xử lý ngay về cái việc là điều lượng phương tiện máy móc ra tại hiện trường và mình phải làm đảm bảo thông cùng với việc là mình hót dọn để mà cái tuyến được thông và nhanh nhất. Hiện tại, hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có tổng số trên 6.380 km, trong đó 176 km đường cao tốc, 480 km đường quốc lộ và 5.731 km đường cấp huyện. Sở Giao thông Vận tải hiện đang quản lý tổ chức bảo trì hơn 900 km, bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường quốc lộ và đường tỉnh lộ. Qua rà soát, hiện còn 72 điểm có nguy cơ sạt lở cao và 54 điểm nguy cơ có thể gây ngập úng. Việc sạt lở chôn đất đá chủ yếu xảy ra trên một số cung đường tỉnh lộ tại một số khu vực miền núi. Chúng tôi cũng có phối hợp cùng các đơn vị đường bộ chủ động là rà soát tuyến đường cũng như là bổ sung cái vật tư, thiết bị dự phòng và xây dựng các phương án kịch bản ứng phó trong mọi tình huống có thể xảy ra để đảm bảo làm sao mà khi sự cố xảy ra mà cái công tác ứng cứu được diễn ra nhanh nhất. Với việc hạ tầng giao thông của tỉnh ngày càng được đầu tư hoàn thiện, đồng bộ, thường xuyên rà soát xử lý kịp thời các địa điểm xung yếu, tỷ lệ các điểm sạt lở, ngập úng ảnh hưởng giao thông đã được giảm mạnh theo từng năm, qua đó đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt, nhất là trong mùa mưa bão. Nhằm nâng cao nghiệp vụ cơ bản triển khai các thông tư mới của Bộ Công an về đăng ký xe, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sát Công an tỉnh tổ chức tập huấn các quy định mới về công tác đăng ký xe cho 154 cán bộ chiến sĩ làm công tác đăng ký xe tại công an cấp xã trong toàn tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản của thông tư 24 ngày 1 tháng 7 năm 2023 quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới và quy trình nghiệp vụ thực hiện việc cấp đổi đăng ký biển số xe cơ giới của Bộ Công an, như quy trình đăng ký xe trực tuyến, đăng ký cấp biển số định danh, biển số chung đấu giá, trách nhiệm của cơ quan cán bộ đăng ký xe, cấp quản lý sử dụng tài khoản đăng ký xe. Theo quy định, việc cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới theo thông tư mới sẽ được triển khai từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Bản tin thời sự cuối ngày đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.